Vâng, xin chào mọi người. Tôi là Phan Xuân Tuế, đến từ nhãn hàng Tôn Giác, là một trong hai người dẫn đường từ Quảng Bình. Hôm nay là rất vui, thời tiết rất đẹp, là có chuyến xe cơ hội đổi đời, là đến để là chúng ta cùng đi thăm một gia đình có cái hoàn cảnh rất là khó khăn nhưng đã có nhiều nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Bây giờ xin mời mọi người là cùng lên xe. Xin giới thiệu với anh chị, tôi là Tuế, nhãn hàng của Tôn Giác, đại diện chương trình cơ hội đổi đời, đến đây để là thăm với gia đình anh chị. Xin hỏi anh chị là trong gia đình có mấy đứa cháu ạ? Dạ, vợ chồng em có 5 đứa cháu. Thì anh chị chủ yếu là làm, nó là làm phụ rồi làm nghề gì là chính? Nói chung khi chưa đau ốm thì em có đi phụ hồ. Nhưng mà có 10 năm nay là bị lâm bệnh rồi không đi làm được nữa rồi. Nhà tôi là có 5 người con, 2 đứa lớn thì lấy chồng rồi, còn 3 đứa con ăn học. Trong nhà việc chính là làm ruộng và đi làm thế. Thứ hai là làm nón. Rồi ai kêu làm gì thì làm thêm. Lần nón thì làm được một ngày được 3 cái, một cái cứ được 10 ngàn được đó. Làm thêm là đi hò kéo phơi lũa, đi rắc vôi trưa hồ, để làm cò rồi đó. Trong của tôi là bị bệnh tiểu đường nặng. Năm nay là bước qua năm thứ 10, chỉ có đi quấn vườn đây nhổ cái cò, cái rau chứ rửa chứ không làm được việc nặng hết. Nguyên một hộp thuốc một lần mua là phải ít nhất là 400-500 nghìn. Từ ngày lâm bệnh đến giờ thì vợ làm quật quật cả ngày, rồi có khi đêm làm nón cho đến khuya mới nghỉ. Nhiều khi phải nuốt nước mắt vào trong để chịu thôi. Bố con bệnh nặng không thể giúp đỡ gia đình được, mẹ con phải lao động vất vả để kiếm tiền nuôi ba chị em con ăn học. Cho con biết thì con cũng thật khóc theo miệng, cũng thấy tội rồi đó. Thì miệng thì chỉ có nín mà một mình thôi. Nhà thì nói chung cái nhà thì cũng nứt nẻ hết rồi. 2013 nó bay hết mãi, có vay số tiền về lập lại mãi rồi. Từ đó là đến giờ là không trả được nữa. Có lúc con cũng thấy xấu hổ về gia đình mình nghèo, nhưng con không trách ba mẹ vì ba mẹ đã cố gắng hết sức rồi. Ước mơ của con là làm ở đầu bếp nấu ăn cho gia đình và nấu ăn cho những người nghèo để mà phát những suất cơm miễn phí cho họ. Con cố gắng hết sức để giúp cho gia đình, con sẽ không bao giờ bỏ ai lại phía sau.